Và chúng ta sẽ cùng thử miếng gà hôm nay nhá. Thứ gà rất là ngọt. Tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Nutrition Club. Ngày hôm nay thì như đã hứa với các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến món ức gà thành các món ăn khác nhau. Và trong ngày đầu tiên ngày hôm nay với món ức gà thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách rất là đơn giản, đó là chúng ta chỉ cần luộc lên thì chúng ta có một cái phần ức gà ngon nhất cho bữa ăn trưa hoặc ăn tối của mình, để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu kiểm soát cân nặng của các bạn cùng với cái chương trình của các huấn luyện viên của các bạn đã đề ra. Và trên đây thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây là một cân ức gà cho hai phần ăn của ngày hôm nay. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn thêm dưa chuột hoặc là cái su hào hoặc cái củ gì đó để cho cái thêm của các bạn vào trong cái bữa ăn này, thì tùy vào chương trình của huấn luyện viên của các bạn để các bạn có thể cho thêm các loại khác. Để chúng ta có món ức gà luộc mà thơm ngon nhất thì tôi cũng chuẩn bị đây là củ sả này, rồi gừng này và một chút lá chanh. Thì trước tiên để chúng ta có thể có được cái suất gà luộc ngon nhất thì chúng ta cần phải làm sạch cái ức gà của chúng ta trước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm sạch nhé. Chúng ta sẽ cần phải làm sạch. Chúng ta sẽ cần phải làm sạch cái ức gà này thì nó có mấy cái phải làm sạch. Chúng ta phải bóc sạch các cái phần mỡ ở xung quanh, đúng không? Rồi những cái thừa của cái ức gà đó, để cho cái ức gà chúng ta có thể là giữ được cái phần ức gà ngon nhất, đúng không ạ? Các bạn ở gần siêu thị thì các bạn có thể chọn mua gà trong siêu thị thì nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng gà cũng như là sẽ sạch hơn rất là nhiều các bạn mua ở ngoài chợ. Ở đây chúng tôi không có siêu thị nên là chúng tôi sẽ phải mua ở ngoài chợ, và vì vậy thì cái việc làm sạch nó sẽ phải chi tiết hơn, làm sạch nó phải cụ thể hơn, phải bóc đi những cái bẩn, những cái mỡ dây ở xung quanh để cái miếng gà chúng ta luộc lên nó sẽ ngon nhất. Chúng ta loại bỏ các cái phần mỡ dư thừa, đương nhiên là không thể hết sạch đâu, nhưng mà chúng ta sẽ phải loại bỏ bớt đi những cái phần mỡ dư thừa. Các bạn nhớ cho ức gà vào trong nồi, sau đó thì các bạn lấy nước. Thì để luộc lần đầu tiên này á, thì các bạn luộc là luộc để làm sạch. Do vậy mà nước thì cần phải đầy ngập cái miếng gà như này. Rồi ok, chúng ta sẽ vào luộc. Chúng ta sẽ luộc để cho nó sôi lên. Và trong khi mà chúng ta chờ cho cái gà này sôi để rửa thì chúng ta sẽ đi làm sạch cái gừng này nhé.
Xả mà chúng ta rửa xong ấy, các bạn đơn giản thôi, các bạn cắt nó 2 hoặc là 3 khúc như thế này. Ta loại bỏ cái phần thừa đi. Phần này nó sẽ bẩn, ta không dùng. Gừng chúng ta cũng có thể tách đôi ra. Ta nhớ chúng ta phải có một cái phần súp này nữa này, chúng ta cho súp vào. Nhiều bạn thì có thích cho thêm ajin ngon, nhưng mà đừng cho ajin ngon vào, chúng ta không nên. Ta chỉ cần cho súp vào thôi, cho một chút súp vào để cho nó đậm miếng gà, cho nó dễ ăn. Đó. Thì chúng ta nhớ rằng là khi mà luộc thì khi nó sôi, các bạn tưởng tượng là các bạn có thể bạn quay một chút vào cái nước này, các bạn sẽ thấy là cái bọt nó sẽ sủi lên. Và tí nữa các bạn chúng ta sẽ rửa sạch cái bọt sủi này. Đó, và khi mà nó sôi bật lên thì chúng ta sẽ đi rửa. Rồi, cái nồi gà của ta đã sôi rồi, các bạn hình dung là sôi nó sẽ nổi bật thế này. Khi chúng ta rửa sạch thì nó không còn nhiều cái bọt đâu. Nhưng mà vì thế chúng ta cũng vẫn phải rửa sạch nó đi. Đó, khi nó sủi bọt sôi lên như này thì các bạn sẽ mang đi rửa. Chúng ta tắt bếp đi. Nó sẽ mang đi rửa. Khi luộc như này các bạn cũng cần phải lấy cái mức nước là ngập cái miếng gà lên thì khi luộc thì sẽ là ngon nhất. Ok, đó, mức nước như này là hợp lý. Rồi sau đó các bạn cho xả vào. Đó, xả các bạn đã được cắt nhỏ ra rồi. Các bạn cho xả vào rải khắp đều quanh nồi. Rồi các bạn cho gừng vào. Rồi các bạn cho lá chanh vào. Và thêm nữa là các bạn đừng quên, chúng ta cho một chút súp vào. Mặn nhạt thì là theo cái mức ăn uống của các bạn. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của cá nhân tôi thường cho một muỗng như này vào. Cho một muỗng như này vào. Đó, và các bạn sôi, bật bếp sôi. Đó, các bạn sẽ bật bếp.
Đó, chúng ta sẽ để đun và chờ cho món gà của chúng ta sôi là chúng ta sẽ có một bữa ăn, đúng không ạ? Và trong khi các bạn chờ đợi gà của chúng ta được thì các bạn có thể làm một vài việc. Trong khi chúng ta chờ món gà của chúng ta sôi và chín thì chúng ta sẽ làm một cái món ăn để ăn cùng với trong cái bữa trưa ngày hôm nay ăn ngon nhất, đó là tùy các bạn. Tôi phải lưu ý như này, tùy vào chương trình của huấn luyện viên của các bạn đưa cho các bạn có thể thêm cái gì đó vào món ăn của mình, hoặc các bạn có thể chỉ ăn cơm với thịt gà thôi, cũng có thể các bạn sẽ ăn với dưa, có thể các bạn ăn một chút gì đấy, củ quả, tùy vào chương trình của huấn luyện viên của các bạn. Các bạn lưu ý là đây là với cá nhân tôi thì tôi có ăn thêm với một chút dưa chuột, còn tùy vào chương trình của huấn luyện viên của các bạn đưa cho các bạn thì các bạn có thể lựa chọn ăn thế nào đó với thịt gà. Và gà bắt đầu chuẩn bị có sôi rồi, tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ gọt dưa để chúng ta ăn cùng với cơm trong bữa trưa ngày hôm nay. Cần như vậy thôi. Ok, còn về cái gà đó, nó sôi lên như này. Khi nó sôi bật lên này rồi rất là thơm các bạn ạ, rất là thơm và ngon. Thì các bạn có thể bật nhỏ bếp lại, các bạn bật nhỏ bếp lại, bật nhỏ thôi, ok chưa? Các bạn bật nhỏ lại một chút như này đó, và các bạn để sôi kỹ thêm khoảng 10 phút trên dưới 10 phút nữa để cho muối ngấm sâu vào trong gà, để các cái gia vị có thể thấm sâu vào miếng gà và để gà của chúng ta chín sâu. Trong cái phần clip trước mà tôi đã hướng dẫn các bạn cách chọn mua thịt gà, thì trong khi luộc các bạn làm gà, các bạn đừng có gỡ xương ra, vì gỡ xương ra thì cái miếng gà có thể nó sẽ bị không còn được ngọt và dai như là khi chúng ta để cả miếng xương chúng ta luộc thì nó vẫn còn độ bám. Theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì không hiểu là vì lý do gì, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì cái thịt nó vẫn còn bám vào cái xương, thì chúng ta luộc nó sẽ dai và ngọt hơn là cái việc chúng ta lóc toàn bộ xương ra, chúng ta luộc sẽ bã hơn mà không ngon bằng. Đấy là kinh nghiệm cá nhân tôi, mà các bạn có thể có những cái trải nghiệm khác, nhưng mà tôi thì tôi thường để xương và nguyên và để luộc như này để khi là ăn luôn. Đó là một cái điều mà khá là đơn giản, nhưng mà tôi cũng phải chia sẻ với các bạn. Và các bạn nhớ là cứ để nó sôi như này, đúng không ạ? Và về gia vị chấm á, thì có bạn thì thích chấm với nước mắm, đúng không ạ? Nước mắm hành. Có người thì thích chấm với súp lá chanh. Có người thì thích chấm với lại muối chanh chẳng hạn, muối chanh hoặc là muối mà đã có pha sẵn như này. Thì tùy cái khẩu vị của các bạn để các bạn lựa chọn. Thì các bạn thấy cái nào ngon nhất thì các bạn chấm với cái gia vị đó. Còn cá nhân tôi thì tôi rất là thích chấm gà với lại một chút súp và một chút lá chanh, như vậy nó đúng cái vị hơn của gà, và chúng ta có thể ăn với cơm trắng hoặc ăn với gạo lứt thì tùy chúng ta. Ok các bạn, như vậy là cái thời gian của chúng ta nồi gà thì như vậy đã chín rồi. Chúng ta thấy miếng gà rất là ngon như thế này, đúng không ạ? Đó, và nước luộc gà thì cũng đã có những cái mỡ, số rất ít mỡ thôi, nhưng đã nổi lên rất là ngon. Và các bạn có thể tắt đi, chúng ta có thể tắt bếp đi, và chúng ta chưa ăn thì chúng ta cứ để gà trong nồi như này, đúng không ạ? Nếu chúng ta chưa ăn thì chúng ta cứ để gà trên nồi như này, và chúng ta sẽ chuẩn bị làm các việc khác để chuẩn bị đến bữa ăn. Và nếu các bạn có ít thời gian thì gần đến lúc ăn cơm các bạn luộc cũng vẫn kịp. Còn nếu các bạn không có thời gian thì các bạn luộc xong, các bạn có thể để ủ ở đây để lúc các bạn có thể ăn cơm rồi ăn với gà này thì rất là tuyệt vời, cùng với lại có một chút dưa rồi cơm trắng thì sẽ có một cái bữa ăn rất là hoàn chỉnh. Ok, xin mời các bạn cùng ăn trưa với mình nhá. Nay thì Sáng sẽ ăn cơm gà. Và bình thường thì một miếng gà như này là đủ một phần ăn buổi trưa cùng với các cái món này. Và chúng ta sẽ cùng thử miếng gà ngày hôm nay nhé. Thứ gà rất là ngọt.
Tuyệt vời. Rất là ngon các bạn. Rất tuyệt vời. Các bạn cũng có thể xé như này. Trứng thớ rất ngon. Đó. Trứng thớ rất ngon như này. Đó. Rất tuyệt vời. Đó, các bạn có thể xé trứng thớ này. Rất ngon. Các bạn có thể ăn kèm với tuyệt. Hoặc loại rau nào các bạn muốn. Quan trọng nhất là Sắc xin nhắc lại với các bạn là các bạn ăn cơm với thịt gà hoặc là ăn cơm kèm với cái gì đó là hoàn toàn theo huấn luyện viên của các bạn và cá nhân Sắc thì là có rất nhiều trải nghiệm và Sắc ăn cơm đã ăn cơm với thịt gà thời gian rất là dài rồi. Và đôi khi bây giờ Sắc có thể thêm một chút dưa vào. Còn các bạn thì các bạn đặc biệt là những bạn là hội viên mới, là khách hàng mới bắt đầu chương trình kiểm soát cân nặng thì các bạn cần phải tuân thủ những gì huấn luyện viên của các bạn hướng dẫn các bạn thì các bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả. Và hôm nay thì Sắc chia sẻ với các bạn một chút về cái cách thức để chúng ta có thể luộc được một cái phần gà ăn ngon nhất. Đó, và đây là theo cái kinh nghiệm cá nhân của Sắc đã từng trải nghiệm và học được. Còn có thể các bạn có rất nhiều những cái kinh nghiệm khác nữa, kiến thức khác nữa thì mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Và hy vọng các bạn sẽ có một bữa ăn ngon miệng nhất dành cho mình để có thể giúp bạn đạt được mục tiêu và kiểm soát cân nặng của mình. Xin chào và hẹn các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.